Chào mừng các bạn trở lại với Last Day on Earth Survival, cùng tôi là Mr. Popcorn đây. Như các bạn đã thấy, vào Kalena chúng ta có sự kiện Arena đã trở lại cho các bạn, sự kiện đấu trường cho các bạn, trở lại trong 7 ngày nha các bạn. Và đây chúng ta được giết các mạng, các con boss này, con chùm này thì chúng ta sẽ được phần thưởng là 10 lò xo này, 10 tấm sắt này, dầu súng này, các con repart này, các con composite này, và 50 mark of excellent point này. Và phần thưởng xịn nhất cũng là phần thưởng cuối cùng là tệp tin bản thiết kế hiếm nha các bạn, hai cái liền, khá là tuyệt nha các bạn. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng tiến vào đấu trường nào các bạn. Sự kiện này nó từng xuất hiện rồi, bây giờ nó đã trở lại nha các bạn. Các bạn có thể mua cái này nha các bạn, nhưng mà tôi deck cần đâu. Và đây là những con chuồng nha các bạn. Và đây là hòm giáp nha các bạn. Với Gully Billy, các bạn dùng Vset tăng 30% sát thương và dây đờ giáp thì giảm 15% sát thương nha các bạn. Còn Feral Jesse thì Genesis súng thì tăng 30% sát thương và Kevlar giáp thì giảm 10% sát thương các bạn. Còn Lucy Luck thì AK tăng 50% sát thương và Squat giáp thì giảm 40% sát thương các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử Lucy Luck trước các bạn ạ. Với mấy cái màn đầu thì tôi sẽ dùng Glock nha các bạn, để tiết kiệm AK các bạn. Chúng ta ta đang tạo ra 11 sát thương nha các bạn. Nếu các bạn bị hết thì các bạn sẽ bị choáng nha các bạn. Nên là cố gắng đừng để bị choáng nha các bạn, đừng để nó hết vào các bạn nha các bạn. Chúng ta có thể phun máu với con boss này luôn các bạn ạ. Vậy là xong level 1 rồi các bạn ạ. Hồn máu nào các bạn. Tốn một khẩu Glock các bạn ạ. Cùng tiến màn 2 nào. Đây màn này thì nó đã gọi bọn tay sai ra rồi các bạn ạ. Và Lucy Luck đánh chúng ta. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, hết xa vãi các bạn ạ. Ôi dồi ôi, lại bị hết rồi. Tôi nghĩ tôi nên chạy khỏi đây đâu các bạn ạ. Quá nguy hiểm. Và chúng ta lại phô máu cái con boss này nha các bạn. Cái con Lucy Luck này nha các bạn. Lại bị hét rồi. Lại khô máu tiếp nào các bạn. Và tôi nghĩ bắt đầu từ màn này thì tôi sẽ dùng AK các bạn ạ. Level 3 của Lucy Luck nha các bạn. Ui dồi ôi, buồn tè mới đều chứ. Đấy, tè đi ông nội này. Đừng có mà hô nhám. Ôi giời đất ạ. Tôi ghét quá các bạn ạ. Các bạn chờ tôi tí nhá, để tôi về tôi tắm cái. Và tôi đã trở lại các bạn ạ. Sạch sẽ thơm tho rồi, cùng vào tiến vào đấu trường nha các bạn. Lucy Luck lượt của ta nha các bạn. Cùng xử lý bọn đất đi Chaser này là các bạn. Sát thương các bạn ạ, chính xác thương các bạn ạ. Cùng mang AK ra bắn nào. Ôi giời ơi, không chạy được phát đấy đâu các bạn ạ. Tránh xa con Lucy Luck ra các bạn nào.
phải xử lý cái bọt tay sai này trước, không rất là phiền phức. Đấy, chúng ta đã giết xong Lucilac rồi, quá đơn giản các bạn ạ. Nếu mà các bạn cứ chạy bunker alpha ngày qua ngày thì các bạn sẽ có đủ phí để làm cái đấu trường này nha các bạn. Sự kiện nha các bạn, nó không phải sự kiện thì quá điên rồi các bạn ạ. Úi dồi ôi, tôi phải chú ý máu nhiều các bạn ạ. Không được điện máu xuống quá thấp các bạn, lại bị choáng rồi các bạn. Ôi dồi ôi, quá nguy hiểm các bạn. Và Lucilac đã thả khí độc ra các bạn nhé, khí gas. Đấy, để cho các bạn nào biết trước điều gì sẽ xảy ra. Và đây, màn thứ 5 rồi các bạn ạ, level 5, màn khó nhất rồi của Lucilac rồi các bạn ạ. Chuyển thôi các bạn ạ, khỏi phải sợ gì. Sáu con nữa đi chơi sơn rồi các bạn ạ. Cùng mắt lên cây cây vào này. Cùng cho Lucilac để biết ai là chủ ở đây nào các bạn. Giò khí độc khá nguy hiểm các bạn ạ, phải để ý nhé. Chúng ta sắp thử được Lucilac rồi các bạn ạ. Bây giờ lại bị choáng rồi. Lucilac chết nào. Xong phim, 400 điểm cho mùa các bạn ạ. Vậy chúng ta đã xử xong con boss đầu tiên rồi, đã bị giết, quá tuyệt vời các bạn ạ. Vậy chúng ta xử xong con boss đầu tiên rồi các bạn ạ. Khá tuyệt vời luôn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục những con boss tiếp theo sau nhé các bạn. Và chúng ta trở lại nha các bạn. Lần này chúng ta sẽ xử lý con Glalibly các bạn ạ. Với VSS được tăng sát thương nha các bạn. Tôi đã chuẩn VSS rồi. Rất tiếc là tôi không có mod gì cho VSS này. Nhưng mà chắc sẽ không sao đâu các bạn ạ, vì VSS không cần mod cũng được các bạn. Cùng tiến vào nào các bạn. Mình muốn tăng máu cho Glalibly các bạn. Nó phun thuốc độc, à nó phun chất độc vào các bạn, nhưng mà tôi nghĩ là chất độc này không làm giảm giáp nha các bạn. Đúng rồi, nhưng chúng ta thấy đấy, giáp của tôi không hề giảm tí nào các bạn. À giảm tí thôi, nhưng mà không đáng kể các bạn. Nên là chúng ta có thể khô máu với cái thuốc độc này nha các bạn. Vậy là xong level 1 rồi, khá nhanh các bạn ạ. Cho thêm Glock này vào. Màn level 1 với level 2 tôi sẽ dùng Glock để tiết kiệm VSS này các bạn. Tiếp tục khô máu đi, là lưu đi với các bạn ạ. Úi dồi ôi, tôi nghĩ là mặc dù phun thuốc độc như vậy nhưng mà Glalibly vẫn không làm giảm giá của tôi nhé các bạn. Mà tiếp tục khô máu với Glalibly nào các bạn, cho nó biết ăn được gì. Vẫn bị xịt các bạn, tôi thật là vàng các bạn. Ôi trời ơi, xuống vậy là cửa ngang đi đi sắp chết rồi các bạn ạ. Này thì xong, Glalibly đang xuống, đã chết các bạn ạ, đang xuất khỏi trái đất.
và Level 3 thì tôi bắt đầu dùng VSS nha các bạn, vì tôi nghĩ là nó sẽ khó hơn các bạn ạ. Và mấy cái bọn ký sinh trùng này, Pegasai này thì các bạn chỉ cần chạy quanh nó là được các bạn. Và cho các bạn biết là độ sát thương của con Pegasai đấy nó cũng không cao lắm đâu các bạn, tầm 22 máu gì đấy, 22 sát thương gì đấy, nên là cũng không phải đáng lo ngại lắm đâu các bạn ạ. Úi trời ơi, chú ý máu của tôi nào. Đấy, 21 máu đó các bạn ạ. Không thì quá là thiệt cả. Với VSS thì chúng ta bắn 26 sát thương nha các bạn. Cũng khá là được các bạn ạ. Kè thải, ôi trời ơi. Ôi giời ơi, không hiểu sao con đấy tôi này nhảy vào cái phạm vi của Kerasai các bạn ạ. Sao Billy Gladibuli đã bị hạ gục. Chúng ta tiếp tục level 4 nào các bạn. Chắc sẽ khó hơn đấy các bạn ạ. Nhưng mà với chúng ta không phải vấn đề. Nào, cần xử lý bạn Kerasai này nào các bạn. Phải chú ý máu nha các bạn. Ôi dồi ôi. Cùng tiếp tục giết con của La Libili này nào các bạn. Ôi sao tôi lại bị đi chậm vậy nhỉ các bạn nhỉ. Ôi dồi thôi. Thôi, giáp của tôi hỏng rồi. Điều này tôi đã không tính đến các bạn ạ. Nhanh, mặc giáp vào nào. Xong, Gladibuli đã chết các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Cùng chuẩn bị cho màn thứ 5 nào các bạn. Level 5 nha các bạn. Màn cuối của Gladibuli rồi. Chúng ta chuẩn bị chào tạm biệt với Gladibuli các bạn. Ôi giời ơi. Ôi tôi bị đi chậm các bạn ạ. Tôi không hiểu tại sao luôn. Giá xét để bắn sang từ đây các bạn ạ. Phải cẩn thận máu nha các bạn. Và đây là màn phun thuốc độc to lớn các bạn ạ. Pegasai lại đây nào. Lại đây nào. Ôi giời ơi. Vậy VSS có tầm bắn rất là xa nha các bạn. Bắn từ đầu bản đồ bên này sang bản đồ bên kia luôn các bạn ạ. Quá chất các bạn ạ. Ôi từ từ đã nào. Cùng xử lý Gladibuli nào các bạn. Ôi giời, lại một lần Pegasai nữa. Tôi tưởng là tôi có thể xử lý trong một lần cơ các bạn ạ. Ôi giời ơi, máu của chúng ta kìa. Xong Gladibuli đã bị hạ gục một cách hoành tráng các bạn ạ. Vậy chúng ta chỉ còn Feral Rassi thôi các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Và tôi sẽ trở lại với các bạn sau ít phút các bạn ạ. Và chúng ta trở lại các bạn ạ. Và đây là con boss cuối cùng Feral Jesse. Với Genesis súng thì tăng 3% sát thương nha các bạn. Con boss cuối cùng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Đó là Feral Jesse các bạn ạ. Với màn đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng Glock các bạn. Để tiết kiệm súng nha các bạn. Chúng ta phải tôn máu với Feral Jesse. Không phải sợ. Úi dồi ôi, con bố sát thương. Đáng cỏ thật đấy.
cứ đánh to to này à, không dùng kỹ năng đặc biệt thì không thể phát sinh. Chém thật đấy. Và chúng ta xử lý xong level 1 Fellow Jesse. Khá là đơn giản các bạn ạ, không có gì đặc biệt cả. Cùng level 2 Fellow Jesse mà các bạn. Cho con boss này biết ai môi trường thật sự các bạn. Bloody Chaser cần xử lý bọn nó nào. Hình như đứng trên cái vũng máu đấy thì sẽ bị trừ máu ra đó các bạn. Úi dồi ôi. Đấy, ít khi mới các bạn ạ. Thấy tay ôm sợ chứ, úi dồi ôi, tí tôi lắm à. Không được ôm nữa, không được đâu. Không tiếp đâu các bạn ạ. Nằm xuống các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Đến level 3 rồi các bạn ạ. Giờ chúng ta sẽ dùng Genesis Weapon nha các bạn. Triển nó các bạn. Vì tôi nghĩ bắt đầu từ mảng 3 nó sẽ khó đi các bạn. Một nhiều thế. Trời đất ạ, 400 điểm thưởng các bạn ạ. Úi dồi ôi, giáp sắp hỏng rồi các bạn ạ, nguy hiểm quá. Không nên đùa với tử thần các bạn ạ. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ dùng khẩu Neutralizer vì khẩu Equalizer này hụt quá nhiều các bạn ạ. Tôi cũng chẳng biết nữa. Thôi để thêm một tí thử thách thì chúng ta sẽ dùng khẩu Equalizer nha các bạn. Vì sống ở sát mép vực thì mới vui các bạn ạ. Mong là nó sẽ không làm tôi chết. Úi dồi ôi, máu của tôi. Trời ơi, có các bạn này. Không thể thấy. Weapon thì các bạn phải location nha các bạn. Post location nha các bạn. Úi dồi ôi. Hết súng rồi các bạn ạ. Vậy là Feral Dusty đã bị hạ gục các bạn ạ. Quá tội nghiệp luôn. Con boss. À đâu, tôi chẳng thấy tưởng thương tiếc gì cả các bạn ạ. Boss thế chỉ chết thôi. Và màn cuối này các bạn. Và chúng ta lại dùng khẩu Equalizer nha các bạn. Mặc dù nó hụt khá là nhiều các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta ở sống bên cạnh tử thần thì nó vui các bạn ạ. Mong là tôi không bị tiêu diệt một cách nhanh gọn. Ui dồi ôi, hụt nhiều chưa kìa. Tôi nó làm gì đấy các bạn này. Vừa thấy phạm vi của cái gì đấy các bạn ạ. Chúng ta cứ vừa chạy vừa bắn các bạn. Ui dồi ôi, tôi nghĩ là nếu để Feral Gassi hút chúng ta sẽ chết trong một phát luôn đấy các bạn ạ. One hit one kill luôn đấy các bạn ạ, không được đâu. Úi dồi ôi, làm gì đây?
Và đây khẩu Mechanizer, khẩu súng xịn của chúng ta. Đã trở lại các bạn ạ. Với khẩu súng này chúng ta chẳng sợ bố con nhà nào cả. Có lẽ là một trong những khẩu mạnh nhất của game này luôn các bạn ạ. Ui dồi ôi, máu cho người ta xịn bị trừ rồi ấy. Vậy chúng ta xong con boss cuối cùng rồi. Quá đỉnh luôn các bạn ạ. Nếu các bạn không có Genesis Weapon thì các bạn có thể dùng AK để bắn nha các bạn. Cũng được nha các bạn, vì tôi nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Vậy chúng ta giết xong toàn bộ boss rồi các bạn ạ. Level 5 của tất cả boss rồi. Quá xịn luôn. Cùng vào sự kiện nào. Nhận tất cả phần thưởng nha các bạn. Quá xịn. Và chúng ta thử mở hòm này nào các bạn. Ba sơn trắng các bạn ạ. Lại là khẩu Neutralizer rồi. Khẩu súng này rất là xịn nha các bạn. Úi dồi ôi, thuốc nổ C4 kìa. Quá tuyệt luôn. Toàn được thứ tuyệt thôi các bạn ạ. Sướng quá. Anti-Zat à. Úi dồi, lò xo để mót súng các bạn ạ. Nhưng mà tôi sẽ chọn Anti-Zat nè các bạn. Vì Anti-Zat phải mua các bạn ạ. Khá đắt tiền đấy. 25 nắp chai nữa các bạn. Cái dao, cái rìu. Tất nhiên là khẩu AK rồi, thế mà cũng phải chọn nữa. Và cái crossbow nha các bạn. Thức ăn cho chó các bạn ạ. Cái cock này nha các bạn. Và tất nhiên là sơn, tất nhiên là áo giáp các bạn ạ. Dây đờ giáp nha các bạn. Vậy chúng ta làm xong sự kiện Arena này rồi. Khá dễ dàng các bạn ạ. Phần thưởng khá xịn các bạn ạ. File of the Blue Pin các bạn ạ. Tệp tin bản thiết kế hiếm nha các bạn. Khá được nha các bạn. Sự kiện này khá dễ dàng, đơn giản để tiếp cận được với bản thiết kế tím nha các bạn. Bản thiết kế xịn nhất nha các bạn. Các bạn nên thử, các bạn nên cầm súng lên và cùng chạy sự kiện này thôi các bạn. Còn chần chờ tí nữa mà không thử. Sự kiện này khá được nha các bạn. Vì trong đây này. À đây này. Đây này. Các bạn mua cái bản thiết kế này ở trong shop thì khá đắt đây các bạn. Không đùa đâu. Kể cả khi có giảm giá thì nó vẫn đắt nha các bạn. Nên sự kiện rất là tuyệt nha các bạn. Tôi rất hài lòng với sự kiện này các bạn ạ. Một trong những sự kiện tuyệt nhất của Last Day on Earth các bạn ạ. Tôi yêu cái game này. Vậy thôi, chào các bạn. Các bạn đừng quên theo dõi kênh Thả Thích và Bình Luận nhé. Hẹn gặp lại.